nhà cao tầng, chung cư, cao ốc đang là hình thức phổ biến được nhiều gia đình lựa chọn. Điều này để đáp ứng cho nhu cầu nhà ở xã hội, tạo cảnh quan kiến trúc hoặc điểm nhấn cho đô thị. Trong những năm qua, Quảng Ninh có tốc độ đô thị hóa cao, là một trong những địa phương thu hút nhiều dự án lớn trong cả nước, hình thành nhiều khu đô thị mới, nhiều tòa nhà cao tầng. Hiện nay, Quảng Ninh có gần 100 nhà cao tầng từ 9 tầng trở lên, chủ yếu là các khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hạ Long. Công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng là một công tác hết sức quan trọng đối với các nhà cao tầng. Tại nhà cao tầng thì rất nhiều hộ dân sinh sống ở trong nhà cao tầng. Chính vì vậy cho nên là rất nhiều các cái chất cháy và chất dễ cháy được tập trung ở nhà cao tầng. Ví dụ như là điện và các cái khí ga, khí dầu mỏ hóa lỏng và các cái chất dễ cháy khác. Vì vậy công tác phòng cháy cháy ở nhà cao tầng là công tác rất là quan trọng. Thì công tác phòng cháy ở chung cư thì chúng tôi đặt lên hàng đầu. Vì ở chung cư thì có rất nhiều dân sinh sống mà cũng rất nhiều tầng lớp dân cư ở đây. Thế thì cái việc phòng cháy chữa cháy thì là cũng thường xuyên được kiểm tra. Bên công an chuyên môn phòng cháy chữa cháy thì cũng định kỳ hàng tháng là đi kiểm tra và phối hợp với lại đội cháy cơ sở của chúng tôi. Chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đây cũng là mối quan tâm của nhiều người dân khi họ sống trong những ngôi nhà cao tầng. Trước tiên thì là một người dân sinh sống và làm việc ở tại chung cư Lido của Hà Long này thì cũng như bao hộ dân khác thì tôi cũng cảm giác lo lắng về các cái công tác phòng cháy chữa cháy. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đấy thì tôi thấy các cán bộ công nhân viên chức cũng như công an thành phố Hà Long cũng đã tổ chức tập huấn cho các hộ dân công tác phòng cháy chữa cháy đến từng hộ gia đình. Xác định phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của con người, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Những năm qua, từ tỉnh đến cơ sở, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được các cấp, các ngành triển khai. Song điều quan trọng là phải bắt đầu từ ý thức, hành vi của mỗi người dân qua việc tự nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn thân mến, nguy cơ xảy ra cháy nổ thì vẫn luôn tiềm ẩn mọi lúc mọi nơi và việc trang bị cho mình những kỹ năng phòng cháy chữa cháy là điều vô cùng cần thiết. Đối với những hộ dân đang sinh sống trong các tòa nhà cao tầng thì họ cần phải làm gì để phòng hoặc là khi có cháy xảy ra thì họ cần phải trang bị cho mình những kỹ năng gì? Đứng cạnh tôi ngay lúc này là Trung úy Nguyễn Văn Hòa, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm nay thì Trung úy Hòa sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn những kỹ năng để thoát hiểm khi có cháy xảy ra tại tòa nhà cao tầng. Xin chào anh ạ. Vâng, chào chị và chào quý vị khán giả. Trước tiên là anh có thể cho biết việc xuất hiện các đám cháy là do những nguyên nhân nào gây ra để mọi người có thể phòng tránh và cẩn thận hơn đối với những hành động của mình. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì tại các chung cư cũng như nhà cao tầng thì có rất nhiều nguyên nhân nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ. Trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân nguy cơ cơ bản, ví dụ như là do sự cố hệ thống điện, do người dân chúng ta rằng là sơ suất trong quá trình sử dụng điện, và cũng có thể nguyên nhân khác do con người dân cũng như chúng ta sử dụng sơ suất trong quá trình chúng ta đun nấu, thắp hương, thờ cúng cũng có thể là những nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ. Như vậy là có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau có thể dẫn đến các trường hợp cháy tại các khu chung cư hay là tòa nhà cao tầng. Vậy thì để ứng phó với những trường hợp trên thì các tòa nhà cao tầng đã trang bị những gì? Vâng, tại các tòa nhà chung cư cũng như cao tầng thì cần phải được trang bị những hệ thống cũng như các phương tiện về phòng cháy cháy. Ví dụ cụ thể như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường cũng như là các hệ thống lăng vòi chữa cháy. Ngoài ra thì tại các chung cư cũng như nhà cao tầng thì cần phải trang bị thêm các phương tiện dụng cụ chữa cháy ban đầu, ví dụ cụ thể như là bình bột chữa cháy cũng như bình khí CO2 để khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân cũng như là ban quản lý tòa nhà có thể xử lý thao tác, xử lý nhanh gọn, hiệu quả nhất để dập tắt các đám cháy an toàn nhất. Vậy đối với những người dân đang sinh sống trong các tòa nhà cao tầng thì họ cần phải chú ý những điểm cơ bản nào trong công tác phòng chống cháy nổ thưa anh?
Đối với hộ dân chúng ta đang sinh sống và đang làm việc tại các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng thì cái đầu tiên cơ bản là chúng ta phải tự trang bị những cái kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy cháy đối với hộ dân của mình. Ví dụ cụ thể như là ta trang bị những kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra ở thời điểm ban đầu, cũng như cái thứ hai nữa là trang bị cho mình những cái kiến thức và cách sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy được trang bị tại và trong cái tòa nhà chung cư cũng như tòa nhà cao tầng đó. Và cái điều thứ hai nữa là gì ạ? Là đối với các hộ dân đang sinh sống và làm việc tại các chung cư nhà cao tầng, chúng ta cũng có thể nên được trang bị, tự trang bị tại các căn hộ của mình những cái dụng cụ phương tiện chữa cháy ban đầu, ví dụ như là các loại bình chữa cháy, bình bột cũng như bình khí CO2. Ngoài ra có thể trang bị thêm cho mình những cái dụng cụ có thể là để thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, ví dụ như các mặt nạ lọc độc hoặc là các thang dây, các dây hạ chậm để có thể tự cứu mình trong các trường hợp cần thiết. Giả sử như nếu có một đám cháy xảy ra ở một mức độ nhỏ tại một tòa nhà cao tầng, nếu mà chúng ta không xử lý kịp thời thì sẽ dẫn đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Vậy thì trong tình huống này, khi phát hiện ra, trong trường hợp mà người dân có thể xử lý được tạm thời thì trước mắt họ cần phải làm những gì? Khi phát hiện ra cháy nổ xảy ra tại các tòa nhà chung cư, nhà cao tầng, các hộ dân chúng ta đang sinh sống, làm việc trong đó, chúng ta cần phải bình tĩnh và xác định được vị trí cháy nổ xảy ra và chúng ta quan sát cái đường lối để chúng ta thoát nạn. Và tiếp theo đó, chúng ta phải nhanh chóng thông báo, hô hoán cho mọi người xung quanh biết cháy nổ xảy ra để cùng chữa cháy cũng như cùng thoát nạn. Chúng ta có rất nhiều các cách để chúng ta hô hoán, ví dụ như chúng ta sử dụng miệng để chúng ta hô hoán để mọi người biết. Cách thứ hai, chúng ta có thể sử dụng chuông, đèn, nút ấn để ấn báo động có khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Và tiếp đó chúng ta đồng thời chúng ta phải gọi điện để thông báo đến lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy qua số điện thoại 114 để báo cháy nổ xảy ra. Và trong trường hợp nếu xác định được đám cháy đang có diện tích nhỏ và đám cháy nhỏ, chúng ta có thể thao tác sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy ban đầu, ví dụ như bình bột chữa cháy, bình khí CO2 để xử lý đám cháy một cách an toàn và hiệu quả nhất. Qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta đã có thêm những thông tin cũng như là các kỹ năng cơ bản khi xảy ra tình huống cháy ở mức độ nhỏ thì người dân có thể biết và xử lý kịp thời, tránh để lại những rủi ro và thiệt hại không mong muốn. Tuy nhiên thưa anh, thưa quý vị và các bạn, cũng có những trường hợp mà khi cháy lớn xảy ra, khi phát hiện thì người dân cần phải có những biện pháp để thoát hiểm ngay lập tức, đúng không thưa anh? Vâng, đối với các trường hợp khi chúng ta đã quan sát xác định được là đó là một tình huống cháy lớn xảy ra, và chúng ta cần phải nhanh chóng xác định được cái lối, cái đường để chúng ta thoát nạn. Cụ thể đó là di chuyển vào các buồng thang bộ để thoát nạn. Và trong quá trình di chuyển qua các hành lang, cầu thang, chúng ta cần phải di chuyển sử dụng các khăn rẻ nhúng ướt, che mồm, che miệng để bảo vệ cơ quan hô hấp. Đồng thời chúng ta cần di chuyển khom người men theo tường để xác định cái hướng đường đi làm sao cho an toàn để di chuyển vào các buồng thang bộ là cái lối di chuyển an toàn nhất. Khi chúng ta đang sinh sống ở trong các căn hộ, chúng ta cần phải di chuyển thoát nạn ra bên ngoài. Và đối với các trường hợp xảy ra cháy, có rất nhiều trường hợp xảy ra đối với cháy lớn cũng như cháy nhỏ. Mà trong quá trình chúng ta mở cánh cửa tại các căn hộ của chúng ta cần phải xác định được xem rằng là ở bên ngoài cháy lớn hay cháy nhỏ. Và bằng cách chúng ta kiểm tra nhiệt độ qua cái tay nắm cửa ở các căn hộ của chúng ta, bằng cách chúng ta sử dụng mu bàn tay sờ vào cái tay nắm cửa. Nếu nhiệt độ quá cao thì chúng ta tuyệt đối không được mở cửa. Mà trong cái trường hợp mà nhiệt độ thấp, chúng ta có thể mở cửa và trong quá trình mở cửa chúng ta cần tránh mặt sang một bên để tránh hiện tượng lửa tạt vào người chúng ta. Và khi chúng ta mở cửa ra ngoài, chúng ta thoát nạn, di chuyển đến theo vị trí buồng thang bộ. Và đối với trường hợp nhiệt độ quá cao mà chúng ta xác định bằng cách dùng mu bàn tay xác định qua tay nắm cửa và nhiệt độ quá cao, chúng ta tuyệt đối không được mở cửa và nhanh chóng chúng ta di chuyển ra vị trí ban công, sử dụng các khăn rẻ sáng màu để vẫy cũng như hô hoán để mọi người xác định được vị trí của chúng ta đang mắc kẹt. Cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, trong các vụ hỏa hoạn từ trước tới nay thì đã có không ít những tai nạn thương tâm xảy ra do mọi người không biết cách làm như thế nào để thoát hiểm. Hãy trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ tính mạng của bản thân trong tình huống khẩn cấp nhất. Những kỹ năng đó là gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi clip ngay sau đây. Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi chùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát,
hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 111. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi. Qua đoạn clip vừa rồi thì có thể thấy rằng là chúng ta cần phải trang bị những kỹ năng cơ bản để tự cứu lấy chính mình trong tình huống nguy hiểm nhất. Vậy thưa anh có những lưu ý gì thêm đối với người dân khi xảy ra tình huống cháy nổ, hỏa hoạn? Vâng, trong quá trình thoát nạn chúng ta cần lưu ý tuyệt đối không được thực hiện các điều như sau. Thứ nhất, tuyệt đối không được sử dụng thang máy để thoát nạn. Thứ hai, trong quá trình thoát nạn tuyệt đối không được quay trở lại căn hộ của mình để lấy tài sản cũng như lấy các dụng cụ trang thiết bị. Thứ ba, trong quá trình thoát nạn tuyệt đối chúng ta không được chui vào các gầm tủ, gầm giường để thoát nạn vì lúc này rất nguy hiểm. Thứ tư, chúng ta tuyệt đối trong quá trình thoát nạn không được chen lấn xô đẩy vì sẽ dễ dẫn tới hiện tượng mất an toàn trong quá trình thoát nạn. Cảm ơn những chia sẻ của Trung úy Nguyễn Văn Hòa, Công an tỉnh Quảng Ninh. Và chúng tôi hy vọng rằng là thông qua chương trình Tiếp Sức mỗi ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những thông tin cũng như là các kỹ năng cơ bản để thoát hiểm khi có cháy xảy ra tại các tòa nhà cao tầng. Và mọi người cũng phải lưu ý đó là luôn giữ được sự bình tĩnh để có thể xử lý được các tình huống khẩn cấp. Đối với các sự cố cháy nổ thì mọi người cũng cần phải đặc biệt lưu ý đó là tính mạng của chính mình và mọi người mới là điều quý giá nhất. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.